Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi câu chuyện của anh Phúc và chị Nhung. Một cái hành vi tội lỗi của một người chồng mà làm chấn động trong thời gian qua ở Long An đó quý vị khán giả. Thì Phương Văn cũng chia sẻ một cái số thông tin cũng như là một số YouTuber cũng quan tâm về câu chuyện của gia đình anh Phúc và chị Nhung. Cuộc phải nói là đẫm nước mắt của chị Nhung khi mà một người chồng của mình đã ra tay sát hại mình, để lại 5 đứa con nhỏ. Thì chấn động trong thời gian vừa qua, phải nói là khi nghe tới câu chuyện này, Phương Văn lúc đầu quý vị khán giả phải nói là không dám tưởng tượng tới, mà nhưng mà đây là một cái điều sự thật. Hàng xóm chia sẻ rằng là anh Phúc này anh hiền, một người chồng hiền lắm, mà hai người này đã ly dị hồi đầu tháng 1 nha quý vị khán giả. Tòa án đã giải quyết hai người đã ly hôn rồi, nhưng mà anh Phúc này nhiều lần tới nhà cũng gây chuyện gây sự. Và đỉnh điểm thì anh Phúc này cầm dao và tước đoạt mạng sống của chị Nhung trong cái thời điểm đó mà không có ai để cản ngăn. Cho nên lần thứ nhất là cầm dao đã tấn công chị Nhung, gãy cán dao, và tiếp tục trong những cái thời gian đó, trong vòng cái thời gian ngắn đó thì lại tiếp tục luôn, rồi cầm dao cứa luôn quý vị khán giả. Thì chị Nhung là bị người chồng cũ của mình ra tay sát hại, để lại 5 đứa nhỏ. Phải nói nỗi đau tận cùng của những người ở lại, bậc làm cha làm mẹ, cũng như là 5 đứa con nhỏ này bơ vơ. Chị Nhung thì bây giờ đã nằm xuống, đã ra đi vĩnh viễn rồi. Anh Phúc thì bị bắt tạm giam, còn 5 đứa nhỏ còn lại bơ vơ. Dù cho ngoại hay nội có đùm bọc, có chở che, nhưng cái tình thương của người cha, của người mẹ dành cho con là cao cả nhất. Kính thưa quý vị khán giả, thật sự cái nỗi đau của người phụ nữ chịu đựng. Chị Nhung đã trải qua 2 lần đổ vỡ. Lần đầu tiên thì chắc có lẽ là cái nỗi buồn người phụ nữ vẫn chưa nguôi. Sau đó chị Nhung đã gặp anh Phúc và sinh thêm 3 đứa con nữa. Như vậy là chị Nhung tổng cộng 5 đứa con. Nhưng cuộc sống cũng lam lũ, quanh năm ruộng đồng. Tới ngày mà cái cuộc sống đã, vợ chồng đã bức bí quá, nên đến đỉnh điểm thì chị Nhung cũng đã ly hôn anh Phúc. Và không dừng ở lại đó, cuối cùng thì chị Nhung đã bị chính cái người mà mình thương yêu đầu ấp tai gối đã sát hại mình. Phải nói nỗi đau không cùng, nỗi đau để lại cho những người phụ huynh, bậc làm cha làm mẹ, nó quá lớn. Và tới ngày hôm nay thì quý vị khán giả thấy là cộng đồng mạng mọi người vẫn quan tâm, vì Mạnh Thường Quân đang gót tiền cho bên ngoại, đó là gia đình của bà ngoại, để bảo bọc 5 đứa trẻ này. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì cộng đồng mạng cũng đang bức xúc nhiều vấn đề, và hàng xóm cũng chia sẻ về gia đình ngoại thì trước đây cũng có, và tới bây giờ luôn quý vị khán giả, theo hàng xóm chia sẻ thôi nha, là gia đình đá gà cờ bạc đó. Thì trong gia đình đó nợ nần, nói chung là gia đình ăn chơi. Thành ra bây giờ nhiều bà con cô bác góp tiền cho bên ngoại, thì nhiều người trong số đó người ta không biết. Và tới ngày hôm nay thì từ hàng xóm chia sẻ, cũng như là nhiều người lên tiếng về vấn đề này, là bà con cô bác mà góp tiền như vậy là liệu cái số tiền đó còn giữ lại được hay không, hay là ở ông ngoại, bà ngoại và các cô cậu gì cũng có từng đá gà và cờ bạc ăn chơi, đề đốm số má gì đó. Nói chung là những người hàng xóm người ta không có yên tâm khi Mạnh Thường Quân ào ào đổ tiền về. Bây giờ nghĩ là cái số tiền đó là đổ về như vậy là khá nhiều. Theo hàng xóm chia sẻ nói là Mạnh Thường Quân đến cho tiền mặt cũng có, rồi họ gom góp ở các nơi rồi họ về họ cho. Nhưng mà bây giờ thay vì 5 đứa nhỏ, có nhiều người ý kiến là
Thay vì gửi sổ tiết kiệm cho mấy đứa nhỏ này để sau này tụi nó lớn lên để nó có cái khoản tiền, hoặc là gửi sổ tiết kiệm để cho lấy tiền hàng tháng để cho tiền sách vở đi học của năm đứa. Như vậy thì nhiều cái dư luận trái chiều và những người trong cuộc họ cũng đã từng lên tiếng, đó là phía bên nội cũng nói là sẵn sàng đem những cái đứa nhỏ đó về nuôi. Nhưng mà bên bà ngoại thì không cho, bà ngoại nói có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thì cái việc mà giữa nội giữa ngoại chia sẻ để nuôi các cháu thì cái điều đó là rất là quý. Tại vì bây giờ cha mẹ đã không còn, mẹ thì đã mất rồi, còn cha thì đã vào nhà đá. Như vậy đâu còn ai, chỉ còn nội với ngoại mới đủ tình thương chia sẻ đùm bọc thôi. Còn cô bác, cậu dì thì ai ta cũng có gia đình con cái riêng, không có đủ khả năng mà để đùm bọc hết năm đứa nhỏ này. Thực sự ở đây đáng thương là cho mấy đứa nhỏ tội và bơ vơ côi cút. Cho nên là bây giờ giữa người lớn làm như thế nào thì các con nó phải đành chấp nhận như vậy thôi. Ai nuôi, ai cho đi học, ai làm cái gì thì do tất cả người lớn quyết định, và các con không có quyền lựa chọn. Tại vì bây giờ bơ vơ rồi, côi cút rồi, nhờ sự tình thương của cộng đồng mạng cũng như là mạnh thường quân để góp tiền về cho. Nhưng mà ở đây thì cái sự quản lý tiền bạc, nhiều cộng đồng mạng cũng như là một số người hàng xóm đã lên tiếng là họ không có yên tâm vì nơi đó là ngoại cờ bạc đá gà ăn chơi gì đó. Cho nên cái số tiền mà đưa về liệu có giữ được cho mấy đứa nhỏ tới lớn hay không, hay là có để cho mấy đứa nhỏ ăn học đàng hoàng hay không, hay là ngựa quen đường cũ rồi cũng đi vào con đường là cờ bạc, đề đốm, đá gà, vân vân. Đó là những người hàng xóm chia sẻ, họ lo là Mạnh Thường Quân thương, cái tình thương như vậy nó quá lớn cho các con, nhưng mà cái sự quản lý nó không chặt chẽ, sẽ sau này cái số tiền đó bị vơi đi, cũng như là cái số tiền đó nó không còn để lại cho tương lai cho năm đứa trẻ này. Kính thưa quý vị khán giả, dù gì đi nữa thì cái nỗi đau để lại cho người làm cha làm mẹ nó quá lớn. Đặc biệt là Phương Văn nói không thâm tâm thôi, ở đây nội và ngoại ai cũng có nỗi đau, nhưng ở ngoại thì cái nỗi đau nó vô cùng tận. Tại vì con gái của mình sinh ra đó gả cho một người đàn ông, mà cuối cùng thì cái người đàn ông này ra tay sát hại con mình. Như vậy đâu có cái pháp luật nào mà khoan hồng được, đâu có làm cái gì mà để gỡ hết tội mình được. Có một số bạn bè hàng xóm cũng như là một số người chia sẻ lên cộng đồng mạng là xin giảm nhẹ tội cho anh Phúc này. Cái việc mà giảm nhẹ tội hay không chắc có lẽ là chúng ta thấy là không có cái gì mà để cho anh Phúc để giảm thêm nhẹ tội đúng không quý vị khán giả. Tại vì cái người vợ cũ của mình mà dù sao đi nữa cũng đã ly dị rồi, mà anh làm như thế nào mà anh bức xúc cái chuyện gì tới đến nỗi dù cho qua lại đã mâu thuẫn thì mới tới là chia tay ly dị. Thì tới ngày hôm nay bao nhiêu cái bức xúc dồn từ trước tới giờ rồi, bây giờ anh có quyền tước đoạt mạng sống của người khác sao? Và anh để lại cho năm đứa nhỏ bơ vơ như vậy, cái tội của anh tới chừng nào? Và hiện tại thì cái việc mà các anh chị lên cộng đồng mạng để xin mong là pháp luật khoan hồng giảm nhẹ tội cho anh Phúc thì chắc có lẽ cái điều đó khó khó vì 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 nội chúng ta thấy là cái lương tâm này. Cộng đồng mạng có ai mà không bức xúc, có ai mà không phẫn nộ về cái hành vi của anh Phúc để ra tay sát hại chị Nhung và hai lần cầm con dao như vậy cuối cùng cắt luôn đó đó. Thì chị Nhung đã, người vợ đã từng thương yêu mà chết dưới tay mình, thì quý vị khán giả thấy cái điều này là không ai chấp nhận được rồi. Cho nên và cái nỗi đau khi mà người trong cuộc á, là người mẹ bên ngoài á, họ nỗi đau rất là nhiều, dù cho họ có những cái lời lẽ chỉ trích thật là như bên nội như thế nào đi nữa thì cái điều đó mọi người cũng hiểu là cái nỗi đau, cái bức xúc của người ta khi con người ta chết với một gã đàn ông không, gọi là phải nói là không xứng đáng làm cha, để lại cho năm đứa nhỏ bơ vơ như thế này. Còn bên nội thì
Mong muốn điều gì? Nói là bức xúc ABC gì đó, thì thần Phúc nó mới làm như vậy. Ủa, trên đời này, nếu cái gì không vừa lòng anh, thì anh sẵn sàng anh ra tay, anh chửi bới, rồi anh mắng nhiếc, rồi anh sát hại người ta như vậy. Anh gọi là cho vừa lòng, cho vừa dạ. Thì chính những con người đó phải đi vào nhà đá giống như anh Phúc hiện nay. Đó, mình là kẻ chiến thắng đó. Đó, mình sát hại chị Nhung rồi. Chị Nhung, vợ mình đã nằm đó rồi. Đó, bây giờ mình đã chiến thắng rồi đó. Mình chiến thắng, nhưng cái chiến thắng ngu ngốc trong cuộc đời của mình, chiến thắng ngu ngốc để lại hậu quả không lường cho năm đứa con của mình. Mẹ đã ra đi, cha thì đã phạm tội. Trong cuộc sống này, ai bảo bọc thương yêu năm đứa con mình bơ vơ côi cút như vậy? Chiến thắng đó hả? Mình cho rằng mình chiến thắng. Như vậy thì cái tội lỗi của anh Phúc không thể nào mà tha thứ được, quý vị khán giả. Từ pháp luật cũng như là lương tâm, cũng như là chỉ trích của dư luận, cộng đồng mạng, khó mà chấp nhận tha thứ cho anh Phúc. Chứ không thể nào mà xin giảm nhẹ tội, dù cho và pháp luật có giảm nhưng mà lương tâm không thể giảm. Thì bây giờ cộng đồng mạng đang quan tâm về cái vấn đề mà Mạnh Thường Quân rót tiền về như vậy đó. Nói là cha mẹ thì đã là người thì ra đi, người là bà nhà đá. Còn lại cái tiền quản lý của ngoại á, thì nó rơi vào những cái ổ là đá gà, cờ bạc này kia nọ. Thì cũng mong rằng sau khi chỉ trích từ cộng đồng mạng, thì mong bên ngoại cũng như là nếu ai mà quản lý tiền bạc thì có một kế hoạch cụ thể cho tương lai, cho mấy đứa nhỏ. Có thể là gửi tiền ngân hàng lấy hàng tháng cho mấy đứa nhỏ đi học. Và cái sự chăm sóc, thương yêu thì hy vọng rằng cái nỗi đau của các em nhỏ tạm quên đi và lớn dần theo thời gian, để rồi các em có thể học hành đến nơi đến chốn, để sau này các con không phải lâm vào một cái hoàn cảnh mà gọi là bế tắc trong cuộc sống. Hy vọng các em quên đi một phần nào cái nỗi đau của mình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Mong tất cả quý vị khán giả đăng ký kênh Phương Văn Official cũng như là kênh Cuộc Sống Đời Thường Phương Văn. Xin mọi người hãy ủng hộ hai kênh. Kính chúc quý vị khán giả cuối tuần thật là bình an, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.